Bà ơi, bộ kết mà bà sai tôi phơi đã phơi xong rồi. Tôi mang vô cho bà được không bà? Cứ mang vô đây đi. Nè bà ơi, bà coi bộ kết đủ khô chưa? Nếu chưa đủ, tôi sẽ đem phơi tiếp. À, tôi thấy như vậy là đủ rồi đó. Cô biết Tình Phú Túc lên kinh thành để cai quản các cửa tiệm đúng không? Dạ. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta bị trục trặc rồi đúng không bà? Vì lẽ đó nên tôi mới gọi cô vào đây. Những việc tôi và cô đã bàn tính từ trước, bây giờ cần phải thay đổi một chút. Thay vì hại hắn ta, rồi mới lần lượt mới hại con của hắn và cháu đích tôn của hắn, cũng như mấy bà vợ cho hắn tuyệt tôn tuyệt tử. Kể từ bây giờ, ta sẽ tập trung vào thằng Phú Túc trước. Dạ, tôi cũng mong sao khiến hắn sất bớt sang bang, tiệt dòng tiệt giống hết. Nên vợ bà biểu chi tôi cũng làm, không có từ nan. Nhưng mà vợ bà tính thế nào? Những gì mà chúng ta đã dạch sẵn cho ông ta trên kinh thì bây giờ nhường lại cho thằng con trai. Nó cũng đam mê tửu sắc, không khác gì ông ta đâu. Khi nào mà cá cắn câu thì tôi sẽ tìm cách dụ dỗ ông ta lên đó. Phần còn lại thì cứ như kế hoạch ban đầu mà chúng ta đã tính toán. Vậy theo ý bà, cứ để cô ta quyến rũ cầu hai thay vì ông Trịnh, theo như chúng ta đã bàn đúng không? Trước mắt là như vậy. Rồi sau đó sẽ đến phiên ông ta. Tôi sẽ làm cho hai cha con ông ta trở mặt, thậm chí đấu đá lẫn nhau, chỉ vì một đứa con gái. Như vậy mọi chuyện mới càng hào hứng. Bà cầm lại đi, tôi không cần số bạc này đâu. Người của họ Trịnh không ai tốt hết. Có phải ông ta biểu các người mang bạc tới đây hả? Để lấp miệng cái thằng già này phải không? Đừng có hông. Về mà nói với nó, cho dù có đi tới đâu, tôi cũng kỵ nó tới cùng. Dạ, xin ông bình tĩnh. Ông hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là để giúp ông. Ông hãy xem cái này đi. Đây là cáo trạng tôi đã viết sẵn, rành rành tội của tên họ Trịnh. Ông cứ mang đi, gõ cửa các nha môn huyện phủ để kiện hắn. Còn đây là số bạc, ông cứ cầm theo làm lộ phí để đi kiện hắn. Tại sao bà lại giúp cha con tôi chứ? Vì tôi và ông cùng chung một kẻ thù. Tôi cũng muốn hắn ta thân bại danh liệt, tán gia bại sản. Lúc đó tôi mới hả lòng. Thì ra là vậy. Tôi không lạ gì khi hắn có nhiều kẻ thù. Nhưng tôi thật bất ngờ khi cô cũng là một trong số đó. Tôi cứ tưởng cô là người làm công trung thành nhất của họ Trịnh. Ai dè cô cũng có mối thù bất cộng đái thiên với hắn. Hôm nay bà đã biết bí mật của tôi thì bà cứ về mét với ổng để lập công. Chỉ tiếc là tôi chưa kịp chứng kiến ngày tàn của hắn. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai đâu. Bà nói vậy là sao? Chẳng phải bây giờ bà đã được hắn yêu thương chiều chuộng trở lại mà. Chuyện bà trở lại đây chứng tỏ bà là người trung thành với hắn.
Bà nói vậy để gạt tôi đúng không? Tôi quay về đây không phải là để hưởng giàu sang sung sướng, mà là để trả thù. Bà nói sao? Tôi cũng như cô thôi, quay trở lại nhà họ Trịnh là để chờ ngày tàn của hắn. Tôi muốn chứng kiến cảnh hắn thân bại danh liệt, tán gia bại sản, về già không có một đứa con đứa cháu nào nối dõi tông đường. Thì lúc đó tôi mới hả dạ. Từ nay tôi và cô là chung một phe, chúng ta có chung một kẻ thù. Cô hiểu chứ? Bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử phần 4, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình 901 và xem lại độc quyền trên THVNI tại app ngay trên Google Play và App Store.